Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Vì sao mình cưới, và chúng ta hãy cùng gặp gỡ các mời ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào các bạn, mình tên là Hưng và mình đang là một giáo viên của một trường tiểu học ở Hà Nội. Xin chào các bạn, mình là Hồng. Hiện tại thì mình là mẹ bỉm sữa kiêm một tư vấn viên về bảo hiểm nhân thọ của Manulife. Hồi mà gặp nhau lần đầu thì hai bạn đã có gọi là ấn tượng gì với nhau? Lần đầu tiên thì mình thấy đây là một cô gái rất là xinh đã. Ok. Rất là xinh. Nó chỉ ấn tượng như vậy thôi, xinh xắn và hiền lành thôi. Thành thật là mình cũng đang theo đuổi một cô gái. Nhưng mà nó đang nói chung là dừng lại cái mức độ kiểu bạn bè các thứ. Chứ chưa có gì cả. Và lúc bấy giờ thì vợ mình thì cũng là hoa yêu rồi đang có chủ rồi hả? Đang có chủ rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thế thì hai người biết nhau từ lúc đó và trong suốt một khoảng thời gian sau đó là có giữ liên lạc với nhau không? Thôi đấy, là biết là hoa có chủ nên mình không có kết nối gì cả. Thì lúc mà mới gặp nhau lần đầu thì không biết là như là Hồng đã là một người có người yêu rồi đúng không? Thế nhưng mà Hồng có ấn tượng gì của anh không? Hồi đấy thì cái khóa kỹ năng đó em đến làm cộng tác viên. Và khi mà đến cộng tác viên thì có một cái chương trình là nó ở lại qua đêm. Mọi người sau khi mà học viên cuối ngày đi về hết ạ, mọi người vẫn ở lại trên khu đấy, là trên khu An Dương Vương. Thì lúc đấy là tối nay sẽ gọi điện cho người yêu. Ui giời. Phải nói tầm mấy tiếng ấy. Ui. Mấy cuộc điện thoại rồi thì vào đi ngủ khá là muộn. Thì em thấy là anh Hưng này này, anh ấy vẫn ngồi bàn tính để lại máy tính laptop để làm việc, xong rồi sách vở nữa. Chỉ ấn tượng là cái anh này chăm chỉ đấy, đàn ông con trai mà chăm chỉ thì em thấy cũng ít khi gặp đấy ạ. Thế là dù là chuyện với người yêu thời điểm đấy chỉ là ấn tượng và để đó thôi. Thế thì cơ duyên nào đã khiến cho hai người gặp lại và nên duyên vợ chồng như bây giờ? À đó, thì như mình đã nói là cái mình tham gia một chương trình với Liên Hoan Phim Khoa Học của Viện Gớt. Và họ tổ chức hàng năm ở tại Việt Nam. Cũng thì lúc bây giờ đang thiếu cộng tác viên. Mình làm cái chương trình ở trên Thái Nguyên. Đây là quê hương của mình. Mình muốn mang cái bộ phim đấy về cho chiếu cho trẻ em ở trên đấy. Thì mình bởi vì cái chương trình này liên quan khoa học mà bạn ấy là học vật lý. Nên là rất là phù hợp với cái việc mà làm cộng tác viên chương trình này. Thế là mình gọi điện cho bạn ấy và mời về quê. Lúc đó thì Hồng có còn là hoa có chủ nữa không? Lúc đấy thì anh chia tay được gần 1 năm rồi. Anh còn theo đuổi ai nữa không? Thế là nó cũng mối quan hệ nó cũng chưa rõ ràng. Tức là em cảm giác như là đó là một thời điểm thích hợp để gọi là gặp nhau phát là đánh lửa luôn ấy, đúng không? Đúng rồi. Thế thì cái tình huống đánh lửa đấy nó như thế nào? Tình huống đánh lửa này thì nó như thế này là khi mà mình đưa bạn về thì mình đi bằng xe máy. Uầy. Thì lúc bấy giờ là mình kiểu không là nó bị thôi thúc cái gì đấy nhá, có thể lựa chọn là đi bằng ô tô. Bởi vì đi bằng ô tô thì sẽ đi cùng với cả đoàn luôn. Nhưng mà nó có một cái điều yếu hay là mình cứ thử đi xe máy xem sao. Thế là mình đưa bạn ấy đi xe máy khoảng hơn 100 cây số. Ui về quê. Máu thế. Hồi đấy là 27 tháng 11 của 2015. Cũng là cách đây gần 5 năm rồi. Lúc về là vẫn bạn bè, nhưng mà lúc xuống đây thì thầy là mùng 1 tháng 12. Thì đêm hôm đấy 2 giờ sáng, tức là nó sang mùng 2 tháng 12 rồi ấy. Thế là mình nhắn tin tỏ tình. Nhắn tin tỏ tình luôn. Vâng, tỏ tình luôn. Không đơn giản là một cái là mình đã tỏ tình ngay. Thật ra về nhà có một cái nhân tố xúc tác. Mình nghĩ là nó là cái đấy mới là cái quyết định. Bởi vì hơn 30 năm qua là mình chưa bao giờ dẫn bạn gái về nhà. Thì mọi người hình dung ấy là mình thông báo là con có một bạn là về nhà. Thế thì mọi người ở nhà cứ tưởng là ủi cái thằng này hay quá. Hay quá. Mà dẫn bạn gái về nhà. Chứng tỏ đã đây là người yêu rồi. Lại còn đưa trên xe máy nữa. Thế thì là mọi người là như kiểu là mở tiệc linh đình. Ui. Đó là bảo là bố mẹ là bà nội là hàng xóm bắt đầu là sang. Sang sau đó thì là nhìn vào cô này xinh ấy, cô này được đấy. Thôi được rồi, thế thì diện cô này. Diện cô này. Ngày đấy thì là bà nội của mình thì lúc bấy giờ là vẫn còn sống. Thì bà nội thì vốn là một người rất là hiền lành. Và được bạn ấy sẽ ngủ với phòng của bà. Bà lúc bấy giờ là bà mình mới nói là cháu của bà ngoan lắm. Làm dâu của nhà của bà đi nhé, đấy kiểu đấy, làm cháu dâu của bà nhé. Nhưng mà cho em hỏi một chút là hai người dẫn nhau về mà chưa có một mối quan hệ gì mà cả nhà hiểu như vậy mà không ai có một lời giải thích nào?
À có ạ. Yeah. Thì lúc mà ăn cơm thì đông người quá, bởi vì cô dì chú bác là đến hết, là bữa đầu tiên. Anh ơi, bạn này gọi là chưa có tiếng nhưng mà có miếng luôn này. Về cũng đã ăn dỗ luôn này. 4 ngày ở trên đấy thì ngoài cái lúc mà làm chương trình ấy, thì cứ tối về là như liên hoan. Thực ra là nó cũng không hoàn toàn, bởi vì đầu tháng 9 là anh ấy bắt đầu nhắn tin cho em. Nào đi đến khóa học ấy thì em gái em lại cũng vào trong cái đội ngũ đấy. Nó về nó bảo anh Hưng cũng có hỏi thăm. Thì không biết là anh này lúc hỏi thăm thì gọi là nhìn thấy nhớ ra thì hỏi thăm hay là có ý gì. Nhưng mà mỗi lần em gái em về nó bảo là anh Hưng hôm nay lại hỏi thăm mày đấy. Đó thì em lại nghĩ đến anh ấy một lần. Nhưng mà không nghĩ gì cả. Cho đến lúc mà anh ấy nhắn tin đầu tháng 9 ấy, thì cho đến cuối tháng 11 là được khoảng 9 này, tháng 10, 3 tháng nhắn tin như kiểu anh em lâu rồi không tương tác thì kết nối xem là hiện tại tình hình như thế nào. Thì lúc đấy anh mới biết là em chia tay rồi. Thì có khá là nhiều cái khác nữa, nhưng mà đối với em, không biết anh ấy như nào, đối với em lúc đấy mọi thứ, cả tình cảm lẫn công việc, nó như kiểu ở cái đoạn trước nhất rồi ấy. Và em rất rất muốn thay đổi cái tình trạng đấy. Và em biết là em phải thay đổi từ em. Cái khóa thiền Vipassana thì sẽ tham gia cái khóa đấy để về xem thế nào. Trong cái khóa đấy thiền các thứ thì em cũng quán lại cái chuyện cũ của mình rất là nhiều, xong rồi cả mình hiện tại. Và không hiểu sao nhưng trong khóa thiền đấy em chưa kể với anh ý cho đến hôm nay. Và trong khóa thiền đấy thì em nghĩ đến anh ý cũng nhiều. Thực ra là lúc đấy là em có khi em thích anh ý rồi. Nhưng mà về Thái Nguyên Kiếp chưa. Anh Hưng rất là may mắn. Đó là anh ý không cần phải tán. Không phải bà nội tán hộ, chủ tịch xã tán hộ, tất cả họ hàng hàng hốc tán hộ. Mà cô này đã đổ một cái rất là... đổ một cách tự nhiên luôn. Mùng 2 tháng 12 yêu thì mùng 2 tháng 1 là em bảo là cưới. Em bảo cưới? Tức là em bảo là đồng ý là cưới, tức là mọi người rất là dục và anh ấy thì nhường quyền quyết định cho em. Khi mà nhắn tin và gọi điện cho anh ấy thì cũng là sau khi em thiền xong. Và em quyết định đồng ý cưới luôn. Ok, của cô này mà Siri rất là tò mò là yêu nhau rất là nhanh như vậy, xong cưới nhau luôn. Vậy thì lúc mà cưới nhau về thì cả hai phía có bên nào thấy mình bị võ mộng? Cái đầu tiên ấy là bởi vì mình nhanh quá, mình còn chưa hiểu, chưa kịp hiểu. Cho nên mình xác định lúc bây giờ là mình cưới ra mình về mình mới tìm hiểu. Thì bởi vì là chưa hiểu rõ nhau lắm, bởi vì nhiều cái quá. Thì khi mà mình lúc mà mình đi làm việc với nhau ở trong chương trình ấy thì mình thấy rất là chỉn chu, rồi về nhà thì bắt đầu thấy là chắc là cũng bị mệt hay sao, ngủ rất nhiều. Mình có thời điểm mà ngủ, vợ mình ngủ nhiều quá mình lay dậy rất là khó. Thật sự là em là một người rất là ham ngủ. Rất là gọi không được. Đúng rồi, ngủ gọi dậy không nổi. Còn cái thứ hai đó là mình thì vốn là một người rất là bừa bộn. Cái lúc mà thời mình sống một mình ý, thì đồ đạc thì nó cứ để linh ta linh tinh, nói chung là cứ để thoải mái thôi. Người khác sẽ không tìm được nhưng mình thì sẽ tìm được. Thế nhưng mà vợ mình thì vốn lại là người mà rất là sạch sẽ. Kiểu như là cái đồ gì nó phải ra chỗ đó. Cái này là để sách, cái này là để quần áo, thì nhiều thứ nó phải rất là gọn gàng ấy. Thế mà mình thì cũng chỉ gọn được một vài hôm rồi sau nó lại bừa. Lại bừa. Đàn ông mà. Chúng ta cùng quên cái điểm. Với mình thì cái ngôi nhà bừa bộn nó không khiến mình bị căng thẳng. Nhưng với vợ mình mà cái ngôi nhà nó bừa bộn, tự nhiên về mà tự nhiên nhà bừa bộn là ngồi kiểu mặt cứ xỉ ra. Mặt cứ kiểu như là trời hôm nay em mệt quá. Mày không hiểu mày trong mày. Thôi, đàn ông chúng mình cùng hiểu nhau. Kệ phụ nữ mà cứ. Thế là Hồng đã bị vỡ mộng điều gì từ anh Hưng? À ừ đúng rồi. Hôm nay anh ấy nói em mới biết là anh ấy gọi là đã có những lúc bức xúc về vụ em ngủ muộn như thế. Đôi khi bọn mình hay thấy nhiều thứ nhưng mà mình không thích nói. Bởi vì anh ấy hiền và trong những cái tình huống mà đáng nhẽ là giận thì anh ấy lại là người mà rất là điềm tĩnh và giữ được cái sự cân bằng rất là tốt. Tốt hơn so với em. Mặc dù ra bên ngoài thì mọi người cũng đã đánh giá là em khá là hiền và thuần rồi. Nhưng anh ấy còn hơn. Thì những cái lúc đấy em không thấy anh ấy thể hiện cảm xúc kiểu cáu hay giận gì cả đâu. Vợ ơi, vợ dậy đi, sắp đến giờ đi làm rồi, kiểu gì hết. Xong thì ví dụ đi làm rồi thì cái thời gian nó bị rất là gấp rút để còn kịp đến giờ ấy. Cũng không cáu. Nhưng mà lại quay ra nói theo là chắc là vợ mệt quá đúng không? Thì lại thì
em không nhận ra, tức là sẽ có, tất nhiên là có cái kiểu bị khó chịu nhưng mà không phải là giận. Em chưa thấy anh ấy nó kiểu rất giận tâm lý và dịu dàng nhỉ. Tức là anh ấy rất là cố gắng để hiểu. Tìm ra sáng nay là em nổi sân chẳng hạn thì anh ấy sẽ không kiểu là mình sân với anh ấy thì anh ấy sân lại đâu. Anh ấy sẽ bảo là hay là sáng nay mình không đi nữa hả vợ? Vì chồng đấy là vợ đang không có thoải mái. Đấy, sẽ đặt câu hỏi kiểu như thế. Thì tự nhiên mình thấy hôm nay đi là để ôn lại gọi là kỷ niệm yêu đương cơ. Mà lại không thoải mái, nổi sân thế này thì nó không đúng ấy. Thì lại ngồi lại với mình thôi, lại hướng về bên trong xem mình đang cảm thấy như nào. Thật sự là dù thế nào anh ấy giống như kiểu một một thùng nước ấy. Có kể cả có một cái lửa đang nhảy sang, anh chỉ cần đổ vào một tí thôi. Hắt vào kia. Anh mạnh gì, phải mạnh thủy không? Mạnh kim ạ. Nhưng mà đấy anh ạ, sự khác biệt của một người đã tham gia 4 khóa thiền nó là như thế. Ý em là sao anh nên tham gia hay không? Không, anh ok rồi. Anh ok rồi thì đây cũng thế, rất là ít khi cáu giận, nhưng mà thường là sẽ hay cáu kiểu cái cảm xúc của CJ không đổ vào vợ, nhưng mà sẽ đổ ra những cái khác. Đang giận người này người kia mà cố gắng giữ hình ảnh mà không thể hiện ra, nhưng mà có khi sẽ mắng một cái người mà không liên quan gì cả, kiểu ít ảnh hưởng đến mình nhất ý, kiểu dạng như thế. Vỡ mộng thì chắc là từ đầu đến cuối chỉ có một cái là rất từ từ và lề mề thôi ạ. Nhưng mà tại sao đối với em nó lại là một khuyết điểm? Sao nhỉ? Em cũng thấy em mâu thuẫn. Có những lúc chính vì cái đủng đỉnh rồi cái gọi là sự hiền tĩnh thì nó lại làm em rất là nể. Nhưng mà có những lúc thì em lại thấy rất là sốt ruột. Bởi vì là trong cuộc sống sẽ rất nhiều cái mà mình cần phải làm một cách nhanh nhẹn gọn gàng. Thì anh ý lại không. Xong rồi những cái lúc mà đang cần gấp rút, đang cần phải nhanh nhẹn và dứt khoát thì anh ý vẫn như thế, thì em bị khó chịu ấy. Nó là do cái kỳ vọng của vợ mình. Mình đoán là như thế, muốn mình kiểu nhanh hơn ấy. Nhưng mà mình cảm giác là nhanh nó không phải là nó sẽ dễ bị sót và nó dễ bị hỏng. Mình thì mình cảm nhận như vậy. Ví dụ như là không cẩn thận mà ví dụ như là mở cái cánh cửa tủ nó đồ nó rơi hết ra chẳng hạn. Ví dụ như vậy mà mình mở nhanh quá thì có thể là đồ ở bên trong nó sẽ rơi ra, nhưng sáng nay cũng bị rơi một lần rồi. Tóm lại là mình nó đang là bị cái như kiểu là cũng một hai người là hai cái dòng tính cách nó đang khác nhau ấy. Mình như thế, mình thì tuân theo cái phong cách nó kiểu chậm rãi, còn bạn nhà mình thì muốn cái gì nó cũng phải nhanh, cái gì nó cũng phải, nói chung là anh cái gì cũng phải quyết. Cái từ từ và lề mề đấy, ví dụ tắm em tắm có thể hết 10-15, hôm nào gội đầu nữa thì cùng nó 20 phút, nhưng mà anh ấy phải tầm 20-30 phút. Mà tại sao bọn xong người đàn ông lúc nào để vào được đến bồn tắm thì còn mất khoảng 50 phút nữa. Tại sao bọn mình đàn ông lúc nào cũng tắm đâu nhỉ? Nó gọi là tránh niệm. Nhưng mà thực sự là mình cũng không hiểu tại sao. Nó là tránh niệm anh ạ. Mình vẫn làm tất cả đúng kiểu thủ tục, đúng quy trình, đúng mọi thứ, nhưng mà vẫn lâu. Mình cũng không hiểu chứ không phải là mình ngồi đấy mình làm gì nhá. Mình đánh giữ. Trong lúc làm mình tập trung vào cái việc mình làm, mình không tập trung vào cái việc là phải làm trong bao lâu, mình chỉ gọi là mình làm vì mình làm thôi. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như chị em mình tắm là gì, tắm để cho thơm, để cho sạch chẳng hạn, hoặc hôm nào tắm cho sạch thì chị sẽ tắm lâu hơn, còn hôm nào chỉ tắm cho thơm thôi thì chị sẽ tắm rất là nhanh. Đúng rồi, tức là mình làm mọi thứ nó có một cái, nhiều khi nó còn phụ thuộc cảm xúc nữa. Mình không thích tắm thì mình sẽ tắm rất là nhanh, hôm nào mình cảm thấy muốn gọi là nâng niu cơ thể, cũng cảm thấy nó như thế nào đấy thì mình sẽ bôi ra. Nhưng mà các anh này gần như vào nhà vệ sinh, vào nhà tắm một khoảng thời gian này, đúng một khoảng thời gian sau sẽ ra, ngày nào cũng như ngày nào. Chuẩn. Mà mình cũng không, nó có từng bước mà. Đúng rồi, mình sẽ kiểu đánh răng này, xong là gội đầu này, xong là nó sẽ kiểu ngày nào mình cũng làm vậy thôi, chứ không phải là mình không ngồi. Em bảo luôn, hôm nay sau buổi hôm nay thì mình biết rằng là người đàn ông nào cũng như nhau. Người ta nói thì thường là đàn ông sẽ phải chờ bạn gái trang điểm rồi này nọ lọ trai, nhưng mà sau khi tham gia chương trình này xong thì em mới biết là đàn ông còn lề mề hơn rất nhiều. Thì bây giờ có một cái đề tài mà em rất là muốn khai thác từ cặp vợ chồng này. Khi mà có em bé trong quá trình mang thai này và quá trình sinh nở thì có gặp những khó khăn gì? Vâng. Chắc là mình trả lời trước nhé. Mình thì rất là thích có em bé, nhưng mà em bé sinh ra cũng mình mường tượng trong đầu thôi sẽ là một em bé rất là dễ thương. Trước khi mà mình
cưới vợ mình đã viết những cái bức thư, nhưng mình viết thư gửi cho con gái trong tưởng tượng. Mình nghĩ là mình có một cô gái ở ở trong tưởng tượng và mình viết những cái bức thư đó. Và mình khi mình đi xin chữ thì mình cũng xin một chữ bóng. Là xin ở chỗ gần Văn Miếu Quốc Tử Giám ấy, thì viết chữ bóng và treo nó ở trên tường. Thì khi mà lúc mà mang hai em bé thì lại sinh ra một cậu bé trai. Thế thì chữ bóng đấy mình chuyển cái dấu sắc thành dấu hỏi, đặt tên là bổng. Là chuyển sang một cái bé trai. Thì mình có một cái khó khăn đấy là vợ mình là trước khi mà mình cưới là đã trải qua những cái ca mổ. Bởi vì bị viêm cái túi mật. Em phải phẫu thuật bụng. Mổ 3 lần. Mổ 3 lần rồi. Từ bé đến lớn. Sức khỏe không được tốt. Thì trước khi mà mang thai mình đã phải đến gặp bác sĩ ở bệnh viện Việt Pháp. Bác sĩ đó là bác sĩ mà phẫu thuật trực tiếp cho vợ của mình để mình hỏi xem là vợ mình có thể là mang thai được không. Thì cũng may bác sĩ động viên là không sao, bác sĩ xử lý mọi thứ gọn gàng hết rồi, cứ mang thai thoải mái. Thế lúc đấy mình an tâm để mà chuẩn bị mà có em bé. Lúc mà mang bầu là đã có một cái hôm ấy là vợ mình bị đau bụng và phải đưa vợ đi cấp cứu. Lúc bây giờ tưởng là không giữ được, không giữ được em bé. 32 tuần đấu tưởng là không giữ được. Wow. Bởi vì đau quá. Thế xong là khi mà vào trong đấy thì là cũng rất là may mắn, thực sự rất là may mắn. Và vẫn em bé vẫn lớn lên một cách bình thường. Ừ. Lúc sinh ra là khoảng 3 cân 8. Ừ. 3 cân 9 50. À, wow. 3 cân 9 50. Cân. Vâng. Thì vậy là em đẻ mổ, em đẻ thường, em phải mổ. Bởi vì em bé to quá. Em thì sức khỏe cũng không đảm bảo. Trước khi mà sinh em bé thì cái đấy là cái mà mình cảm thấy băn khoăn mà lo nhất. Thế thì sau khi mà sinh bé ra xong thì anh đã chăm sóc Hồng và con như thế nào? Sau khi sinh bé xong thì nói chung là lúc mà mình đón em bé thì mình thì rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình chưa được trang bị những cái kỹ năng để mà chăm một em bé như nào ấy. Tắm thì cũng không biết tắm. Mà con mà có bĩnh ra thì cũng rất là ghê. chưa dám dọn. Bây giờ dọn thịt cho con hay là rửa mông cho con là lúc đấy là chưa biết gì cả, vì nó vẫn còn rất là ghê tay. Anh có đi học lớp tiền sản không? Không, mình không có học. Hồi đấy bận thì cũng không có đi được. Đấy. Thì mình nghĩ là dần dần thì nó sẽ quen thôi, nhưng mà phải mất khá nhiều thời gian thì mới quen được. Bao lâu thì anh mới dám thay vỉm? Bao lâu nhỉ? Chắc phải lớn hẳn. Lớn rồi. Lớn rồi mà thay bỉm là còn ghê hơn hồi bé đấy. thế là Hồng chịu trách nhiệm là gọi là chăm sóc con. Đúng ạ. Phần lớn là chăm sóc con, còn anh thì sẽ chăm sóc vợ. Đúng ạ. Thì trong suốt quá trình nuôi con, hai người có gặp khó khăn gì nữa không? Cái khó khăn thứ nhất là nói chung là chỉ có hai vợ chồng cũng có cái khó. Cái khó khăn thứ hai là có một thời điểm là bởi vì là bạn ý tức là bạn ý cần phải được có những cái trận ốm ấy ạ. Vâng, em bé có những cái lần mà bị ốm. Thì khi bị ốm thì đúng là thật sự là mình đã cố gắng mình bình tĩnh rồi, nhưng mà không thể nào mà có lúc mà mình cũng bị rối. Ví dụ như là con bị sốt khoảng chừng độ 40 hay 41 độ chẳng hạn. Hay là lúc mà cái thời điểm mà con bị co giật ấy. Con bị co giật với con sốt, mình chưa tìm hiểu về co giật là gì, mình cảm thấy rất là lo, sợ. Rất là sợ. Đấy, lúc đấy phải đưa con đi cấp cứu. Thì lúc đó thật sự là mình cũng không muốn là thông báo cho ông bà làm cái gì cả. Hai vợ chồng cùng với mọi các nói chung là một vài những người bạn thì sẽ cố gắng để mà xử lý cái vấn đề đấy, sau khi mà nó ổn thỏa rồi thì mới thông báo về cho ông bà. Thì đấy, đến lúc mà con ốm là lúc con ốm chỉ có hai vợ chồng. Có hai vợ chồng. Tên là Trần Thị Lễ Hồng, em sinh ngày 28 tháng 10, 1995. Hiện tại em đang là kinh doanh tự do. Rồi chị Hồng đâu quận 7? Dạ em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng là nhà này của em hay là sao? Thuê nhà xong em chuyển các bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều nhà. Nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác
chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Trước đó anh có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Xe bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn nhanh động, luôn học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người. Khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động đó. Em nói em tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Lúc đó có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng làm ruộng bình thường. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình, nhưng mà có mối tình mình nên là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó đi hôn. Đi hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tục à? Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình. Với lại thêm chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình. Không biết lo anh. Chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay sao? Có khám được chưa á? Có khả năng biết nhưng mà sinh được cũng phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Người là có tài chính, biết yêu, biết trân trọng, tôn trọng. Tại vì người trước mình tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Tại vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà. Dạ. Kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? Dạ, 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê đã làm gì? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê nhiều lúc đấy cho nó phù hợp với mình xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly hôn, ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được, chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi, nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được hòa thuận nên người ta chia tay đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Dạ.
Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó là như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Ừ. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Ừ. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi. Ừ. Cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ. Ừ. Với đại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký. Mà lý do sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi nữa. Vì người kia đi rồi cũng đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo một thời gian nữa thì mình đi tới cuộc chương trình. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Ờ, vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Do em suy nghĩ là em có chồng rồi. Ừ. Bây giờ thì em mở lòng hơn. Chưa có tìm được người liền. Ừ. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết, nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều. Mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để, có nghĩa anh cũng có đi làm được. Ừ. Cái số nợ đó vẫn cứ duy trì mà không muốn hết, không hết. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà... Được bao lâu? Được 1 tháng? 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì anh là có người khác. Ừ. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới mà. Ừ. Thì nó cứ như vậy quá. Anh làm cái gì em? Cũng xe bất động sản. À. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang tập việc ở đây. Ừ. Có không thích người miền nào không? Dạ. Ừ. Okay. Ba mẹ có kén gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người gần nghe mình tốt thôi. Rồi. Ok em. Rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình này, em tên gì? Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Ừ. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bỏ sỉ rồi đem đi số lượng đó thì nếu mà bỏ sỉ thì túi thì cái 200
mấy mình trăm. Còn bí thì cả trăm mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đó, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là rất ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì tình thường có tháng thì 20, 20. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chị đang cố gắng. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công hàng. May hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có. Bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng nè. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tổ đi. Mấy mối tình rồi? Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này. Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đâu rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. Dạ. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là... Bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoài luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoài rồi đi lấy chồng? Dạ. Mà không cần em chu cấp gì hết?
có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở dưới nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó anh có quen ai không? Sau đó em ở vậy 1.5 năm thì sau đó em có quen một người cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á, thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả hay sao? Hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì phải nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Người bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc thì là được rồi chứ không cần ngoại hình nào thì không mập lắm, cho nó ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ em thì ốm, mất 68 có 50 kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Rồi tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng Lớn quá gia đình trợ lên phản đối đúng không? Dạ. Lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được thì. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy là. Thế tức là không ghen, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em.